Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Phượng sẽ chia sẻ một cái video nói về cái chủ đề đó là tất cả những cái loại móng ướp hiện có trên thị trường hiện nay nha. Và ở trên bàn đây là Phượng đã chuẩn bị sẵn một vài những cái hộp móng ướp mà từ xưa ra Phượng đã sưu tầm được rồi. Và hôm nay thì có bao nhiêu kinh nghiệm thì Phượng sẽ nói hết cho mọi người về những cái móng ướp này, về những cái mà nó ưu điểm của từng loại này, giá của từng loại này. Mình nên xài cái form nào thì ok nhất này, cái form nào thì cần nên sửa. Nó ví dụ có những form rất là đẹp rồi nhưng mà khi mà mình gắn lên tay người ta ấy thì mình cần phải sửa cái gì đấy. Hoặc ở đây thì mình có 5 loại tất cả, và bây giờ thì mình sẽ show cho mọi người xem tất cả 5 cái loại này nó sẽ như thế nào và chúng ta có thể tìm kiếm và mua những cái loại này như thế nào nhé. Ok, như các bạn đã thấy là trên bàn của mình có 1, 2, 3, 4, 5 hộp móng ướp như thế này. Và Phượng đã sưu tầm rất là lâu và mua rất là nhiều loại rồi, thì Phượng phải cảm thấy là 5 cái loại này là cảm thấy là phù hợp và ok nhất để cho mọi người xài nhá. Đầu tiên thì mình sẽ chia cái bộ này ra làm 2 loại, một loại dành cho móng chân và một loại dành cho móng tay. Cái móng chân thì mình chỉ có một loại như thế này thôi, đó chính là móng ướp này. Ngoài ra nó sẽ có nhiều màu, màu trong, màu trắng và màu... màu này là màu trắng này, còn có một loại màu đục nữa, đục gạo ấy. Thì cái móng chân này á, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem rõ về cái móng chân này nhá. Ở cái loại móng chân này thì chúng ta cũng có rất là nhiều size. Thường thì móng chân thì nhỏ xíu lắm, mọi người thấy không? Cái móng ướp của móng chân của mình ấy nó khác với cái móng ướp của móng tay, nên là khi mà làm cái móng ướp này thì người ta thêm một cái nhỏ nhỏ xíu xíu như này này. Đó, để khi mà mình cầm để mình ướp ấy thì nó dễ dàng hơn và tiện lợi hơn. Đấy, ở đây thì mình có rất là nhiều size như thế này. Thì cái móng chân thì thường thì nó khác móng tay. Móng tay thì nó sẽ có nhiều kiểu thon, thuôn, dài. Còn móng chân thì thường họ sẽ chỉ làm móng vuông như thế này thôi. Và khi mà mình ướp móng vuông chân ấy, thì mình ướp cái móng to to như thế này nó sẽ càng đẹp. Về cái móng ướp chân này thì thị trường cũng không có nhiều, nên là mình có thể dễ dàng kiếm cái móng ướp chân này ở rất là nhiều nơi bán nhá. Vì thường thì mình sẽ mua ở trên Shopee, các bạn có thể tham khảo trên Shopee này để mua cái loại móng ướp chân này nhá. Bây giờ thì Phượng sẽ chuyển qua về cái hộp thứ hai nhá. Đây, bây giờ thì mình sẽ có về cái móng tay. Tay thì mình sẽ chia làm 4 loại như thế này nhá. Đầu tiên đó chính là móng nhọn. Đó, móng nhọn thì mình đã có móng nhọn thì mình sẽ sử dụng móng này. Nếu như mà mọi người để ý ấy, trong các cái video trước ấy, Phượng có làm rất nhiều cái móng form này và Phượng rất là thích form móng này, bởi vì là như này, cái móng của nó này cực kỳ mỏng luôn. Đó, nên là khi mọi người mà mua cái móng này thì mọi người chỉ việc search là móng ướp form nhọn dài thì nó sẽ ra như thế này, và nó có nhiều màu thì mọi người có thể lựa chọn để làm cái móng này nhá. Ví dụ như là khi mình không thích móng này thì mình cắt bớt đi một xíu thì mình sẽ có móng thang như vậy. Đây, mình cắt bớt đi xíu mình có móng thang như vậy. Nếu như mọi người không thích thì mọi người cắt bớt đi một xíu như thế này thì mình đã có một cái móng vuông như thế này. Đây, móng vuông như thế này. Mọi người để ý không? Đây, nó gần giống như vậy thì ở đây mình có một cái móng vuông. Cái này mình có móng của HSM nha. Đây là form móng vuông. Ví dụ như trong trường hợp như hồi nãy này, mình nói là cái móng của mình là móng form nhọn dài này, mình không thích cái móng này thì mình sẽ mua móng. Đây, mình không thích thì mình cắt bớt đi. Và khi cắt bớt đi thì nó gần như là cái móng form vuông như thế này. Đây, đây, như mọi người thấy, nó gần như móng form vuông như thế này. Mọi người thấy không? Nó ngắn hơn thôi. Đấy, ngắn hơn thôi. Ví dụ như mình cắt bớt ít thôi thì nó sẽ dài như cái móng này nhá. Mình thí dụ như thế này, mình cắt bớt ít như thế này thì nó gần giống như móng này. Nên khi mọi người mua cái móng form nhọn dài này á thì Phượng nghĩ là nó sẽ rất là ok hơn. Và có một cái nữa, khi mà mình dùng cái móng form nhọn dài này, nó mỏng lắm. Này, ví dụ mình không muốn cắt bớt mà mình muốn mình xài luôn
Thì ở đây Phượng có một cái hộp móng, đó là móng HSM. Và móng này á thì nó cũng có dạng là màu trong hoặc là màu đục hoặc là màu trắng. Ở đây Phượng đã chọn một cái móng đó là nhám. Thì cái HSM thì nó cũng có nhiều loại lắm, mọi người có thể tham khảo móng HSM. Và ở đây mình có một cái form vuông này. Đấy, form vuông. Cái móng này nó nhám sẵn ở đây rồi, nên khi chúng ta nhả keo vào đây á thì Phượng nghĩ là dùng nó sẽ bền hơn là những cái móng khác. Mà một cái ưu điểm mình rất là thích cái móng HSM đó là cái phần này này, nó mỏng. Nó mỏng. Và Phượng nói tại sao mà chúng ta nên chọn những cái phần móng chỗ này mỏng nhá. Khi mà chúng ta gắn lên móng tay như thế này, nếu như cái phần chân này á nó sát với phần da này thì chúng ta sơn lên nhìn nó rất là tự nhiên. Còn nếu như mà chúng ta không dùng cái móng này mà chúng ta sơn lên một cái móng cũng là móng ức, nhưng nó là cái dạng một cái loại khác. Đây, ở đây mình có một loại form tròn này, một cái loại khác, thì cái móng ở đây nó rất là dày. Mọi người nhìn này, nó rất là dày. Thực ra thì chúng ta nhìn như thế này thì các bạn không để ý được đâu, chỉ có khi mà chúng ta mua về cảm nhận thì mình sẽ thấy nó dày. Ở đây thì ngoài cái móng mà HSM ra nó mỏng nhẹ và cái móng form nhọn hồi nãy á nó mỏng nhẹ ra, thì còn lại mình thấy các móng form khác nó rất là dày ở cái phần này. Và khi mà chúng ta làm ấy, mình nên lấy cái phần máy mài á, mình sẽ mài đưa cái phần đầu này để cho nó mỏng nhẹ. Và khi nó mỏng nhẹ thì chúng ta gắn lên móng ấy thì nó sẽ thật hơn. Có một cái khuyết điểm của cái móng vuông này này, mình cảm thấy nó to ấy. Phượng thí dụ nhá. Đây, từ phần đầu phần đuôi này nó to như này, tức là nó vuông hẳn như thế này. Và khi mà gắn lên móng như thế này á, đây Phượng thí dụ cái móng này của Phượng nó vừa với cái móng móng ướp này nhá, nó đang vừa này đấy. Nhưng mà xuống phần chân này Phượng thấy nó to quá, nó to phần này quá, Phượng muốn nó cúp hơn một xíu. Thì Phượng nghĩ là Phượng sẽ dùng một cái móng hồi nãy, móng này này, móng như phong nhọn dài này, và Phượng cắt bớt đi thì nó sẽ ok hơn là cái móng HSM mà dạng vuông như thế này. Nhìn nó thô lắm. Ví dụ như ai mà cái phần này nó to ấy, là gắn cái móng này lên này, nhìn này, cái móng nó to, nó thô và nhìn nó giả ơi là giả luôn. Và Phượng nghĩ là mình nên xài cái móng nhọn kia hơn thay vì so cái móng HSM mà nó to, nó thô như thế này. Nhưng mà cũng phải tùy thôi. Ví dụ như móng ai, mình hướng dẫn cách chọn móng này. Ví dụ móng ai mà nhỏ xinh như thế này thôi, mình gắn một cái này lên. Ví dụ cái phần móng của người ta nhỏ ấy, nó không bị bè phần hai bên này. Đấy, thì mình có thể gắn những cái móng nhỏ như thế này. Đấy, nhìn nó tự nhiên. Còn ví dụ với những cái móng cái hoặc móng chỏ mà giống to giống như Phượng, ví dụ Phượng là thuộc size to này, mà Phượng gắn những cái này vào vô à, nhìn cái phần này nó to lắm. Đấy, mọi người hình dung không? Phượng nghĩ là phần này nó hơi bị to ấy. Thì mọi người có thể chọn lựa, ví dụ như là mình có thể làm mẫu. Mình nên, đấy là có ưu điểm và nhược điểm như vậy đó. Ưu điểm á là cái móng này mỏng, xài rất là thích, không cần phải mài lại cái phần đầu. Đấy, và đối với những ai mà móng bị to thì mình không nên dùng cái móng này nhá. Tại vì nó cái độ cong của nó không có nhiều, nhìn nó hơi bị to ấy. Còn móng ai mà nhỏ thì mình xài được. Đấy, khi mà mình chọn móng cho khách thì mình có thể lưu ý thêm một cái phần đấy như vậy. Rồi, cái nữa là form tròn nhọn này khác cái form dài, thì cái phần này nó không cong nhiều, nó ngắn thôi. Nên là còn ví dụ khi mà chúng ta xài cái móng ướp mà cái form tròn như thế này thì chúng ta cắt thành form vuông thì nó sẽ như thế nào nhá. Đây, vợ ví dụ cắt một xíu thôi để cho thành form thang nha. Này, thì nó như thế này, tức là nó bo tròn như thế này. Phượng nghĩ là ví dụ có một số khách vẫn thích cái form như thế này thì mình có thể tham khảo thêm một cái mẫu móng ướp như thế này để mang về. Khi nào mà khách muốn dùng cái form tròn thì mình ướp cái form này vào cũng rất là xinh. Đây, như thế này, như thế này. Đấy, cũng rất là xinh nha. Chứ không phải là không xinh, nhưng nó có một cái nhược điểm của cái móng form tròn như này là Phượng thấy cái phần này á, nó dày quá. Nó dày. Thế là khi mà mình làm ấy, mình phải sử dụng cái đầu mài á, mình mài bớt cái phần này đi. Hoặc nếu như chúng ta không sử dụng cái đầu mài á thì mình có thể dùng một cái rũa như thế này, chúng ta mài bớt đi. Nếu mà chúng ta dùng móng úp ấy thì chúng ta nên mài nhá. Mài mà càng mỏng càng nhẹ thì nhìn nó càng thật, chứ không thì nó nhớ giả giả ấy. Đây, mọi người thấy không?
Nó cần phải mỏng như thế này, thay vì nó mỏng như thế, nó dày như thế này. Đấy, nó phải mỏng như thế. Người đấy. Rồi, ngoài cái móng này ra thì Phượng có một cái loại nữa, đó là cái loại móng hình thang. Cái loại này á, mình để im chiều dài của móng thì nó đẹp nha, còn mình cắt đi là nó không đẹp nữa. Theo Phượng nghĩ là như vậy. Đây, mình có một cái móng form dài thang như thế này. Cái phần này nó bo và nhiều. Phượng nói tại sao nó nhiều này. Bo vào nó nhiều, nó cong. Nếu mà ai mà muốn phần đầu nó cong và nhỏ như thế này thì mình sử dụng cái móng form thang này. Còn nếu như mà ai mà muốn nó to và nó bớt cong lại thì mình sẽ sử dụng móng form vuông. Đây mọi người thấy không? À, bây giờ mình sẽ cắt đi cho mọi người xem nha. Nếu như chúng ta dùng form thang mà chúng ta cắt ngắn thành cái form vuông này thì nó sẽ như thế nào nhá. Đây. Đây mọi người thấy không? Cùng một cái chiều dài nhá, cùng một chiều dài, nhưng cái móng form thang á nó dày hơn. Nó dày hơn và cái độ bo của nó, độ bo cong của nó đẹp hơn cái móng này. Đấy, nên là một số bạn ấy lại thích cái form cong như thế này. Một số người lại thích cái form ngang ngang như thế này. Thì cái này ví dụ mình tùy thôi. Mình nghĩ là thợ nail thích như thế nào thì thường sẽ hướng khách nail như vậy. Thì tùy vào mọi người, nếu mọi người thích cái form như thế nào thì mọi người có thể chọn lựa. Và Phượng thì Phượng rất là thích cái form thang này bởi vì nó cong tròn, bo nhiều. Nên là các cái video mà các bạn xem ấy thì Phượng hay sử dụng cái móng form nhọn dài và móng form thang dài như thế này. Một cái nữa là khi mọi người mà dùng cái móng móng này ấy, thì mọi người cũng phải mài cái phần này đi. Rồi cái móng form thang với cả cái móng form tròn như vậy này, cái móng thang với tròn, cái đoạn nó dày lắm, nó dày cắm cực kỳ luôn, nhìn nó giả cực kỳ. Nó không như cái móng form vuông với cả form nhọn hồi nãy. Hai cái này á nó cực kỳ mỏng luôn. Đấy, mình không biết là lý do tại sao mọi người lại làm những cái móng mà nó lại dày như thế này. Đấy, khi mà dày á thì chúng ta lại mất thêm một cái công đoạn, đó là ngồi mài. Ngồi mài như vậy. Ngồi mài như thế để cho cái phần đấy nó mỏng bớt xuống để nhìn nó đỡ giả. Nhìn nó thật hơn. Đấy, thì ở đây mình có bốn cái loại như thế này, mọi người có thể tham khảo để xem mình thích cái loại nào và chúng ta có thể mua cái loại đó để dùng. Đấy, mình cho mọi người xem lại. Mình nói lại thêm một lần nữa, đây là móng form nhọn dài. Ưu điểm nó có tất cả ưu điểm luôn đấy. Mình nghĩ là nó đây, mọi người nhìn này, nó mỏng đến mức mà mình nhìn xuyên thấu được, còn cái móng nó dày đến mức nó đục thế này mà. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Đó, mọi người thấy không? Mình thích nhất là cái móng form nhọn dài này. Mọi người nên mua những cái móng form nhọn dài này. Mình cắt vuông cũng được, cắt thang cũng được. Và cái móng này mình xài rất là ok. Mỏng, nhẹ, mỏng. Còn sau cái này thì mình sẽ thích cái móng form thang, thang bo như này. Đấy, nó có độ cong này rất là nhiều. Cái móng form nhọn dài này khi mà mình cắt đi nó cũng không cong bằng cái móng này đâu. Đó, nên mình tiếp tiếp theo mình sẽ thích cái móng form thang này, sau đó là móng HSM, à móng móng form tròn. Và cuối cùng là móng HSM mà cái dạng cái dạng này. Bởi vì cái này á nó hơi bé á, mình thấy nó hơi thô. Cái form tròn này á, mặc dù nó dày á nhưng mình có thể mài bớt đi để mình làm form tròn cực kỳ đẹp, và những vị khách mà lớn lớn tuổi một chút xíu rất là thích xài cái móng này nha mọi người. Còn những khách trẻ là sẽ thích xài những móng này. Ba móng còn lại thì mọi người có thể là mọi người xem video xong mọi người có thể chọn một cái móng mà mình ưa thích. Và tìm thì cũng dễ lắm. Một cái hộp móng ướp thế này thì cũng rất là rẻ. Nó dao động từ tùy chỗ bán ấy, có thể có chỗ bán là 80 ngàn, có chỗ bán 100 ngàn, có bán chỗ bán 101. Nhưng nếu như các bạn có điều kiện thì mọi người nên đi tới những cái tiệm như vậy để chúng ta xem thử cái móng nào mà nó phù hợp để chúng ta mua. Và các bạn, khi mà mình nói về các ưu điểm, nhược điểm đấy rồi thì mọi người lưu ý là khi chúng ta chọn móng ức, chúng ta nên chọn những móng nào mỏng. Mỏng thôi nha. Thứ nhất là chọn những móng ức mỏng. Mỏng. Mỏng được như HSM thì là càng tốt này. Không thì sẽ mỏng như cái móng này. Thứ nhất là phải mỏng. Thứ hai ấy, nó dài
nó dài, khi mình cắt đi mình có thể làm thành nhiều form khác nhau mà mình ưa thích. Cái thứ ba là chọn màu phù hợp. Chúng ta nên chọn những cái màu trong như thế này để chúng ta dễ dàng sử dụng hơn là những cái màu sáng như thế này. Thì cái này thì Phượng mua để Phượng làm mẫu nhiều nên là Phượng chọn những cái màu tông sáng như thế này, ví dụ màu trắng này, màu cái này gọi là màu đục đục à, màu tự nhiên. Thì Phượng những chọn những cái màu như này để Phượng dễ làm mẫu hơn. Còn nếu như mọi người mà mua để làm cho khách ấy, thì mình nên mua những cái loại trong như thế này để dễ xài hơn nha mọi người. Rồi, video của Phượng đến đây là hết rồi. Và Phượng nghĩ rằng là video này sẽ hữu ích cho mọi người đang sử dụng và muốn chọn một cái móng ướp mà mình đang thắc mắc này, không nên mua, không muốn lãng phí tiền bởi vì mình mua quá nhiều các thể loại móng. Thì mọi người có thể xem và rút ra cho mình một số những cái mẫu móng mà mình ưa thích. Móng chân nữa cũng vậy. Rồi, cái những cái móng này á thì thường những dịp Tết ấy thì mình cần có những cái dụng cụ như thế này. Đây. Mình sẽ có những dụng cụ như thế này. Mình đưa cái móng ướp lên, sau đó mình trang trí và mình để trong một cái hộp mình có thể bán cho khách khi mà khách mang về. Thí dụ bây giờ á mà gần Tết rồi ấy, mà khách tới xong rồi mình lấy móng tay của khách để đo, đo xong rồi mình sẽ ghi số ra. Mình nói khách là mai mốt Tết ấy mà chị không có thời gian á, chị chỉ cần nhắn tin cho em có mã số của chị rồi, sau đó em sẽ làm cho chị một cái mẫu mà chị ưa thích và mà chị gửi qua cho em, sau đó thì em sẽ làm cho chị một cái mẫu như vậy, ghi số đàng hoàng, mai mốt chị về chị việc lấy keo và gắn lên và xài thôi nếu mà chị không có thời gian mà đi làm Tết. Đấy, mình có thể bán cho khách những cái bộ như vậy. Rồi, video của Phượng đến đây là kết thúc rồi. Nếu mọi người thấy video của Phượng hay ấy, đừng quên ủng hộ Phượng bằng cách bấm like hoặc subscribe kênh để theo dõi các video tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.